Xin chào tất cả các bạn, mình Hồng Nguyên đây, Cherry English đây. Nơi này, đông đảo bà con cô bác đang dành nhiều tình cảm, mến mộ, yêu thương và quan tâm sâu sắc. Đó là Cherry English Center, trung tâm ngoại ngữ Cherry. Nào, cùng mình đi hết video này nhé. Đầu tiên, mình xin giới thiệu trung tâm ngoại ngữ Cherry nằm trên trục đường quốc lộ chính, có địa chỉ và trụ sở công ty là ngoại ngữ Cherry 306 Lê Dũng, ngay ngã ba đường đi lên và đi về, cũng như là giao thoa với con hẻm Võ Văn Tần đấy các bạn. Hello baby Susie, nice to see you. Trung tâm tuy mới thành lập không bao lâu nhưng có sức mạnh lan tỏa sức nóng của khu vực và một bộ máy nội bộ được xây dựng với tiêu chí nhỏ nhưng bài bản chuẩn chỉnh ngay từ lúc đầu. Việc thành lập trung tâm này do những người founders có thâm niên nghề say mê với nghề, đó là mình, cô Cherry và thầy Mai. Chúng mình đã từng đứng dậy ở nhiều trung tâm, có kinh nghiệm thực chiến trong và ngoài sân khấu. Chúng mình cũng có đề án riêng nghiên cứu sự phát triển của trẻ qua phương pháp đọc hiểu để áp dụng vào trung tâm. Như ngày hôm nay, chúng mình có tinh thần phụng sự cộng đồng từ ban sơ, từ thuở ngồi ghế nhà trường. Và thầy Mai, thầy có tinh thần thực chiến ở trung tâm cũ, có trong mình những quy trình dàn xếp phân bổ nguồn lực cho hợp lý cho từng giai đoạn, từng thời điểm. Trung tâm ra đời dựa trên nhiều tiêu chí mà sứ mệnh và tầm nhìn của chúng mình là hướng đến xây dựng một cộng đồng học sinh tinh hoa dựa trên phương pháp độc đáo, đó là Cherry Smart Reading, Cherry Solution for 4.0 Error, nghĩa là phương pháp đọc hiểu tự nhiên, giải pháp chuẩn cho thời kỳ 4.0 đó các bạn. Khi mà các bài thi cử hiện nay nặng về phần đọc nhiều, trong khi thói quen đọc sách thì lại không được xây dựng, giúp đỡ, hình thành và đã dần bị lãng quên. Phương pháp học và cách học cũ cũng không còn phù hợp nữa. Học sinh cảm thấy chán nản, ép buộc gò bó khi phải đọc bất kỳ thứ gì và càng không bao giờ xem việc đọc sách là một thói quen tốt trong lúc rảnh rỗi hay thư giãn. Vậy làm thế nào để học sinh trở nên hứng thú với việc đọc, việc học và đam mê đọc sách, yêu sách và xem sinh ngữ như là một bộ môn tối cực kỳ quan trọng từ nay trở về sau? Vâng, đó là lý do mà Cherry English chúng mình ra đời đấy các bạn. Chúng mình hướng đến việc trao giá trị, việc hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn, dạy cho các em cách đọc là cách học, dạy cho em các em biết cách đọc là gì, là như thế nào trước khi học mọi thứ. Điều này rất quan trọng, dạy cách đọc cho các em trước khi học mọi thứ, nghĩa là xây dựng lại căn bản, tạo môi trường thói quen thì yêu mến sách, cầm sách đọc bất cứ lúc nào có thời gian. Đặc biệt nơi đây không lễ hơn hồi hè, những gì xem là dư thừa ở ngoài kia, không cần thiết ở ngoài kia, thì lại được đề cao ở nơi chúng mình đấy các bạn. Chúng mình tổ chức các chương trình live show dạy hát cho các em về phương pháp học, phương pháp đọc sách và tâm lý học sinh, tâm lý trẻ cho bố mẹ, cho con em nào quan tâm vào các chủ nhật hàng tuần từ 5:30 tới 7 giờ. Các em sẽ được hướng dẫn để thể hiện nhiều bài hát chất lượng nhằm phát triển sự tự tin, sự phát âm tốt, cảm thụ âm tốt, giao thoa với mọi người về cuộc sống, tương tác tốt hơn qua hình ảnh âm thanh, chất lượng và tăng khả năng cảm thụ âm và ngữ ở trẻ, ở các em. Vì rằng là nghe và nhìn chưa đủ, các trẻ thể hiện và áp dụng theo phong cách riêng của từng trẻ sẽ là hiệu quả nhất. Khi mọi thứ trở nên thói quen, hồi hè là giúp các em tỏa sáng, không còn là áp lực nữa. Hey Lasky, look at me. What would you like to drink? I'm like a lemon juice. Ở đây, ở Cherry English, tương lai sẽ có những cuộc thi idol giữa các trẻ qua các câu chuyện. What would you like to drink? Và thế là trẻ tha hồ thể hiện và phát triển ngôn ngữ. Đặc biệt chúng mình có áp dụng thang đo chuẩn Cambridge và giáo trình chuẩn Cambridge trong quá trình dạy và học từ cơ bản đến nâng cao và chuyển qua IELTS khi về đích. Điều đó thật là tốt để các em nâng tầm công dân toàn cầu, kết nối thế giới ngôn ngữ, kết nối bạn bè bốn phương và mở rộng tư duy tầm nhìn toàn diện nhất. Hơn thế nữa, các em sẽ có sở hữu tài khoản riêng để các em thực hành, áp dụng, kiểm tra ngay trên máy và bố mẹ có thể thấy kết quả tại chỗ một cách trực quan nhất. Và trong chương trình hè này, Cherry English mình đang chiêu sinh rất hot
100 bạn đầu tiên sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn, thú vị, giá trị từ ngoại ngữ Cherry chúng mình. Hiện Cherry English đang chiêu sinh 4 lớp buổi tối dành cho các trẻ từ 6 đến 8, từ 8 tới 11, từ 15 tới 18 tuổi, hay những lớp xây dựng lại căn bản cho trẻ ôn luyện thi cử. Còn gì bằng khi mà các em vừa được vui chơi trong một môi trường lành mạnh, lại còn được cập nhật những cái kiến thức tầm sâu của chương trình Cambridge English, thì điều đó thật tốt cho các trẻ, đồng thời tốt cho trong tâm sinh lý phát triển của các trẻ. Vì các cô ở đây không những chỉ dạy các em về kiến thức mà còn hướng dẫn và dạy các em về kỹ năng của cuộc sống, ví dụ như kỹ năng tự quản lý đồ đạc, quần áo, hay kỹ năng tự quản lý sách vở, kỹ năng tự chịu trách nhiệm với bản thân mình đã làm, đã làm gì, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý đồ dùng trang phục của mình, sách vở, bút mực của mình như thế nào cho hợp lý. Các em còn được trang bị thêm kỹ năng tự tin nói chuyện, giao tiếp và thể hiện trước người khác, đó là kỹ năng thể hiện live show, thể hiện quan điểm riêng của các em. Thì cô khuyến khích các em rằng hãy thể hiện quan điểm của mình khi mình không thích hay không hài lòng một vấn đề nào đó. Và đầu tiên là khả năng, là kỹ năng các em trình bày một vấn đề nào đó qua lời ca tiếng hát của mình. Điều này nếu như thực hành lâu dài trở thành một thói quen, chắc chắn các em vẫn sẽ có khả năng thích ứng với những điều thay đổi hiện tại của thế giới này. Với khung chuẩn chương trình Cambridge, bảo đảm ba mẹ sẽ hài lòng và yên tâm về chất lượng cũng như giá cả dịch vụ mà các cô đem lại cho các em. Vì đây không chỉ là khóa học, nó trên cả một khóa học, đó là lớp học tiếng Anh với những kỹ năng của cuộc sống. Không còn là những lớp học tiếng Anh thông thường, các em được trang bị cả về kỹ năng tâm sinh lý và kiến thức tiếng Anh để đối phó với thời cuộc hiện nay. Thì tiếng Anh cực kỳ là cần thiết và đáng được trang bị, không những cả về tiếng Anh mà cả là kỹ năng sống, phải không các bạn? Đối với các trẻ, làm thế nào để các trẻ có thể mạnh dạn quan điểm sống của mình, các em sẽ không thích làm gì các em không thích. Chúng ta không thể ép các em làm những điều các em không thích ngày 1, ngày 2. Các em chỉ có thể thích và thể hiện bản thân mình khi các em mong muốn điều đó và có được cái môi trường hướng dẫn dìu dắt và tạo điều kiện để các em thể hiện được điều đó. Vậy thì đến với Cherry, các ba mẹ sẽ yên tâm rằng các con đều có khả năng tự thể hiện bản thân một cách tốt nhất, ngoài lời ca tiếng hát là cách thể hiện quan điểm của mình. Đầu vào là việc đọc hiểu. Phương pháp Smart Reading sẽ đưa các con dần dần thấm vào các câu chuyện, các vấn đề. Sau đó, từ việc đọc, các con sẽ đưa ra ngoài bằng việc thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân của mình và viết thành những quan điểm, những ý kiến của mình bằng từ, bằng ngôn từ của chính mình. Việc thể hiện chắc lọc, tóm gọn lại những việc mình đã học bằng lời văn của mình và thực hành và đưa ra ý kiến của mình, quan điểm của mình bằng từ ngữ của mình. Đó là đầu ra của các em. Các em được hướng dẫn làm như thế và các em nên được hướng dẫn theo phương pháp như thế thì các em sẽ nhớ hơn rất là nhiều. Phương pháp Smart Reading sẽ làm cho các trẻ suy nghĩ tốt, đọc tốt, hành xử tốt và sau đó thể hiện tốt. What do you wear today? I wear a t-shirt, a pink t-shirt and a black skirt. Khi những cái đề thi cử hiện nay phần 70% là các bài đọc dài và nội dung điểm cũng phụ thuộc vào những bài đọc này, làm thế nào để các em có thể ứng biến được với những bài thi này nếu như không được rèn giũa ngôn từ, chất lượng, cách đọc. Trước khi học mọi thứ, ghép từ, ghép vần, ghép câu, lấy ý cơ bản, tóm tắt đoạn văn, nội dung, đọc từ tổng quát tới chi tiết, hay những kỹ năng đọc cơ bản nhất. Làm thế nào các em có thể
giải quyết được những bài đọc dài. Phương pháp Smart Reading không xa lạ, nhưng các em sẽ được tiếp cận thực tế trực tiếp tại chỗ, nghĩa là học cách ghép từ, ghép vần, ghép câu, ghép vào đoạn văn ngắn, trả lời các câu hỏi ngắn, tới đoạn văn dài hơn, trả lời những câu hỏi dài hơn, cách tóm tắt một đoạn văn ngắn, một đoạn văn dài, một đoạn văn dài hơn, học từ, học câu, học cả cách phát âm, cách thể hiện, cách nghe, cách nói từ những đoạn văn ngắn này. Hello everyone, hello everyone, yeah, hello. Hello everyone, my name is Jerry. I'm from Baleku City. Okay. And I am a teacher. Okay. Nice to see you guys. Ngoài ra, Jerry còn cho các em thực hành trên máy tính tại chỗ khi các em học xong một đơn vị bài học nào đó. Việc thực hành này thực sự tốt và hỗ trợ các em hiệu quả trong cái việc các em tiếp thu, tiếp nhận bài kiến thức tới đâu để giáo viên có thể điều chỉnh và hướng dẫn lại cho các em. Việc các em nắm từng bài, từng đơn vị bài như thế này và thực hành trực tiếp trên máy như thế này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung từng đơn vị bài học, cả cách nghe, cách phát âm, cách diễn đạt, cách tóm ý và cách chắt lọc và cách rút ra nội dung của đơn vị, từng đơn vị bài học. Vì đầu vào các em là khác nhau, cho nên đối với mỗi trình, nếu như các em không thực hành và vượt qua bài kiểm tra sau mỗi đơn vị bài học thì sẽ rất khó để các em vượt lên ngưỡng và đi tới trình cao hơn. Cho nên Jerry sẽ cương quyết để các em học thật tốt từng đơn vị bài học và thực hành thật tốt từng bài học đó, thì các em mới có thể đủ điều kiện tiêu chuẩn để học lên trình cao hơn. Jerry hiểu rằng phương pháp Smart Reading sẽ đem lại cho các em suy nghĩ tốt, hành xử tốt, ứng xử tốt và là trở thành những đứa trẻ tốt từ những đơn vị bài học đã được dẫn dắt như thế này. Trong mỗi đơn vị bài học, Jerry luôn đề nghị các em hãy đọc thật tốt, áp dụng vào các bài đọc và sau đó hiểu bài đọc thật chất, sau đó tóm tắt lại bằng ngôn từ của các em, bằng những ngôn từ đơn giản sơ khai của các em, nhưng hãy là ngôn từ của các em bằng việc hiểu, bằng việc các em đã hiểu bài đọc đó như thế nào. Điều đó thực sự quan trọng. 15 phút đầu giờ ở Jerry và việc thực hành tiếng Anh ở Jerry thường bắt đầu bằng những câu chuyện ngắn cỡ 5 phút, 10 phút. Sau đó các em sẽ tóm tắt lại những gì mình đã đọc, đã được hướng dẫn trong từ 5 tới 7 phút. Và sau đó tích ký những điều mình hiểu được từ bài đọc đó trong từ 5 tới 6 phút. Điều này kích hoạt được năng lượng hiểu và hover nắm bắt được nội dung mà các em đã đọc qua. Kỹ thuật đọc, Jerry luôn hướng dẫn kỹ lưỡng từ những buổi chiều ngoại khóa chủ nhật là hãy học cách đọc trước khi học mọi thứ, nghĩa là các em chỉ cần tìm ra những quyển sách mình đọc được, mình thích đọc, mình yêu thích đọc, sau đó hãy đọc thường xuyên và đọc từ tổng quát tới chi tiết và hãy tóm tắt lại những gì mình đã đọc, sau đó hãy ghi chú lại những gì mình đã đọc. Và những câu chuyện này thường là những câu chuyện cổ tích từ hiện đại, quá khứ, tương lai. I get up at 6 o'clock, then I boil water, and I see water boil at 100°C. Soon. Tiêu chí cơ bản, đọc nhẹ nhàng, ngôn từ năng động, tạo sự khác biệt, và tươi mới trong cách tiếp nhận. Cuối cùng là để cảm hứng lên cao trào, luôn tạo cho một đứa trẻ có khả năng thể hiện tốt nhất những gì mình muốn thể hiện. Việc học ở Jerry không chỉ dừng lại ở một lớp tiếng Anh, mà đó là có cả kỹ năng sống, tâm lý, học đường. Nghĩa là các con sẽ được giáo dục và rèn luyện cách bảo vệ bản thân mình, cách rèn luyện những tính cách cơ bản, đó là quản trị thời gian, quản trị được đồ dùng học tập, dụng cụ, bút giấy, thước, sách vở của mình, kỹ năng chịu trách nhiệm trước những gì mình làm và kỹ năng 100% không đổ lỗi cho người khác.
mà tự mình sắp xếp bài học đơn vị của mình. Với giá cả và chi phí phải chăng hợp túi tiền ba mẹ mà thầy cô lại nhiệt tình quan tâm môi trường học về chất lượng thông thoáng từ trong suy nghĩ cho tới hành động ứng xử. Thế nên đừng bỏ lỡ dịp hè này ghé lại trung tâm và học thử trải nghiệm phương pháp Cherry Smart Reading với mình nhé. Chúc các bạn học được nhiều điều hay trong năm 2023 và không quên lan tỏa giá trị Cherry gieo hạt chất từ lúc thai nghén đến lúc phát triển trung tâm như thế này nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn tại Cherry 306 Lê Duẩn nhé.